Hàng hello, mình xin chào cô chú. Phần ngày hôm nay thì bữa hàng bên con đang có một chậu chấp Susan, và cái hướng này thì nó đang bông, nó tách hướng ra con bán luôn. Và cái chậu Susan này nó đang có hoa, nhưng mà hoa này nó nở tầm được hơn 2-3 tuần rồi, nên cái mặt hoa này nó xuống màu rồi cô chú. Chứ mặt hoa Susan nó là màu đỏ đậm rất là đẹp ha. Mặt hoa Susan nó đã bị xuống màu nên nhìn nó không sắc nét lắm đó. Và cái mặt sau của nó chớp rất là đẹp nha cô chú. Đây là một cái dòng chớp Susan ha. Và hiện tại thì bữa hàng bên con chỉ có đúng một hướng duy nhất thôi, là cái hướng này thì mắt ngủ nó còn rất là đầy đủ ha. Một mắt nè, bên đây một mắt nữa là hai mắt, và là sẽ còn một cái mắt phụ nữa. Và ở bên cái cọng thân già nhỏ bên đây á thì nó vẫn còn một cái mắt phụ ha. Đã khai thác rồi nhưng mà vẫn còn một cái mắt phụ. Và giá tiền của cái hướng này thì bên hàng bên con đang bán ra 1.800.000 đâu cô chú. Đây là chớp Susan. Cây là cây đang hoa, mình về là mình ngắm hoa bình thường được ha. Và cái hoa này nó xuống màu rồi. Đó, mình về mình cắt hoa mình trồng lại thì nó sẽ rất là màu ra hoa. Và con vẫn cắt, con vẫn chừa là một số rễ cho các cô chú mình nè, nó không bị mất sức ha. Và giá tiền của cái hướng này là 1.800.000, chỉ có đúng một hướng duy nhất nha cô chú. Đây là chớp Susan nè. Và con sẽ đo cho các cô chú mình xem kích thước cây luôn. Đây là Susan nè. Giá của nó là 1.800.000, đây là cái hướng của nó. Và kích thước thì cái thân mà dài nhất là tầm khoảng cỡ 25, thân ngắn là tầm khoảng 20. Và nếu mà đo mà từ cái đầu hoa, đầu ngọn hoa mà nó tới cái gốc là tầm khoảng 45cm nha cô chú. Đây là nguyên giò chớp Susan luôn. Và giá tiền của cái hướng này là 1.800.000 nha. Bông chớp rất là rõ nha cô chú. Chớp cực kỳ đẹp luôn á. Và cái dòng chớp Susan này chớp luôn cả lưỡi nè cô chú thấy không? Rất là đẹp ha. Giá của cái hướng này là 1.800.000, chỉ có đúng duy nhất một hướng thôi, là chớp Susan 1.800.000 nha cô chú.